Đây, xin chào quý anh em. Mình qua cho quý anh em mình là mình đang gửi hàng cho quý anh em mình ở phương xa. Sáng nay mình có đóng mười mấy kiện hàng, đa phần là mực một nắng nha anh em. Mực một nắng giá bán 450.000 đồng một ký. Anh em cứ thoải mái gọi số điện thoại ở bên Bình. Đó, thì anh em đặt hàng trên 10 ký là Bình sẽ cứ gọi trực tiếp cho Bình nha. Sẽ có giá tốt cho anh em mình. Đó. Thì sáng giờ mình đóng mười mấy kiện hàng, nhưng mà có tầm 7 đến 10 kiện hàng là mua gửi cho bà con gia đình ở phía vợ rồi nha. Còn những anh em nào mua tiếp theo, hoặc là những quý anh em nào mua gửi cho gia đình phía mình, thì cứ thoải mái gọi thẳng trực tiếp cho số điện thoại bên Bình nha. Mực một nắng giá 450.000 đồng một ký. Mười mấy kiện hàng hồi buổi sáng là Bình đã gửi cho trành xe, sẽ có xe ba gác, xe trung chuyển, xe bán tải của bên Bình sẽ vận chuyển gửi cho trành xe. Những cái thùng hàng nào mà cùng một chuyến tuyến thì Bình sẽ gửi theo trành xe. Còn những thùng hàng nào phát sinh, như ví dụ đây là thùng hàng 10 ký, nó ngược trái đường, cho nên là Bình sẽ chọn cái trành xe hợp lý để gửi cho quý anh em mình. Hàng bảo đảm tất cả các mùa trong năm đều có nha anh em. Giá tốt, giá theo thời điểm. Giá bây giờ hiện tại là mình bán cho quý anh em mình là 450.000 đồng một ký. Nhưng mà anh em mình mua số lượng nhiều thì anh em cứ thoải mái. Số điện thoại trực tiếp bên Bình 0359951805. Đó. Thì hàng thì có thoải mái tất cả các mùa trong năm, nhưng mình bảo đảm cho quý anh em mình là tất cả các mùa trong năm đều có hàng tốt nha anh em. Còn giá cả tùy theo mùa, khi nào có hàng tốt là mình sẽ báo cho anh em mình. Giá rẻ hơn thì mình sẽ báo lại cho quý anh em, mà giá cao hơn thì mình cũng sẽ báo lại cho quý anh em mình biết. Hàng mực một nắng bên Bình từ 4 con đến 6 con một ký, rất là đẹp nha anh em. 4 con thì con rất là dài, rất là to, còn tầm 5 đến 6 con thì nó không có trên lệch nhiều, con cũng rất là to và tươi đẹp cho quý anh em mình thoải mái lựa chọn. Hàng bao chuẩn bao đẹp cho quý anh em mình xài ngày Tết nha. Mình đang đứng ở trên ngã ba cây bảng để gửi hàng đi cho các anh em mình ở phương xa, các trành xe ở Đắk Lắk, trành xe ở Nha Trang, trành xe ở Kon Tum. Còn những cái kiện hàng mà gửi đi miền Tây Sài Gòn thì mình sẽ đến tại cái trành xe trung tâm để mình gửi. Còn những cái kiện hàng mà phát sinh như thế này thì mình sẽ chọn những cái trành xe hợp lý để gửi kịp thời cho quý anh em mình sử dụng Tết. Anh em mình mua về tặng cho gia đình phía vợ, gia đình phía mình đều hợp lý hết nha. Đây, hình hàng bao đẹp cho quý anh em mình. Xe của mình đây có biển số rõ ràng ha, 78G139648, xe ở biển số Đông Hồ, Phú Yên nha quý anh em. Đó, mình bán hàng online qua bao chất lượng, bao uy tín cho quý anh em mình. Anh em mình có kênh, xem kênh YouTube Bố Về Đi Biển ha, chuyên khai thác về thủy hải sản. Đó, thì quý anh em mình sẽ đặt cái niềm tin ở bên mình, mình sẽ bao hàng chất lượng cho quý anh em mình, hàng bao giá gốc, giá chuẩn. Đó, hàng tất cả các mùa trong năm đều có nha anh em, nhưng mà đặc biệt là tất cả các mùa mình đều bao hàng đẹp cho quý anh em mình hết. Đó. Đây, mình đang đứng chờ xe. Sáng nay mình đã giao một vài kiện hàng, nó cũng trái đường và nó lẻ trái đường, cho nên mình chọn những cái chành xe hợp lý và đến nơi kịp thời cho quý anh em mình kịp sử dụng trong mùa Tết. Mùa Tết đợt này là mùa dịch, quý anh em mình không có đi xe đi du lịch thì quý anh em mình có thể mua hàng của mình về sử dụng tại nhà đều hợp lý hết nha. Rất là tiện lợi cho quý anh em mình. Mình đang đứng chờ chành xe và live stream cho quý anh em mình xem luôn. Còn nhân viên bên mình thì hiện tại là đang ở nhà đóng gói và giao tất cả các kiện hàng. Khoảng tầm 50 kiện hàng trong buổi chiều thì sẽ giao kịp cho khách vào buổi chiều nha anh em. Những kiện hàng phát sinh và những cái đoạn đường ngắn thì mình sẽ trực tiếp đi giao để tư vấn rõ ràng cho quý anh em mình luôn. Đó. Hàng bao đẹp bao chất lượng. Số điện thoại ở bên mình là 0359951805 nha anh em, luôn bắt máy 24/7 luôn. Anh em mình cứ vô Facebook Bố Về và vô kênh YouTube là Bố Về Đi Biển sẽ thấy các cái hệ thống, các cái kênh thông tin về cái mảng đánh bắt và khai thác thủy hải sản ở bên mình nha. Kênh YouTube Bố Về Đi Biển, mình là dân đánh bắt trực tiếp ở ngoài biển luôn nha anh em. Bây giờ là đang là cái mùa nghỉ, khoảng tầm nửa tháng nữa thì mình sẽ đi đánh bắt lại. Đó, hàng bao giá gốc bao giá chuẩn cho quý anh em mình sử dụng nha. Đặc biệt là trong mùa Tết có những cái giá hợp lý là mình sẽ tư vấn cho quý anh em mình sử dụng hàng nào, chất lượng nào và giá thành nào phù hợp cho quý anh em mình. Đó, mong muốn của mình là không có muốn là bán được hàng mà không vừa lòng quý anh em nha. Lúc nào cũng làm hài lòng quý anh em và tư vấn có cái giá thành hợp lý cho quý anh em mình.
có nhiều cái loại mực, có nhiều cái chất lượng cho quý anh em mình sử dụng. Hàng bao chất lượng nha quý anh em, đang chờ trần xe. Đây mình đang đứng giao hàng và chờ giao dịch của quý anh em mình đây. Giao dịch của quý anh em mình gửi tiền cho bên là mình sẽ nhận. Đấy. Thì hàng ở bên mình là quý anh em mình đặt hàng, thanh toán chuyển khoản qua thẻ, mình sẽ mình mới thông báo cho kế toán xuất hàng được đi cho quý anh em nha. Hàng gửi cho quý anh em mình đi đường xe từ Phú Yên đi về Sài Gòn miền Tây và từ Phú Yên đi ra Hà Nội những cánh Bắc. Thì mình bảo quản chất lượng, đảm bảo cho quý anh em mình đến tận nơi, quý anh em mình khui ra là xem hàng là rất là hợp lý luôn nha quý anh em. Đó. Bảo quản chất lượng gửi đi xe cho quý anh em mình. Hàng mực một nắng từ 4 đến 6 con một ký. Giá chất lượng bao đẹp luôn nha anh em. Mực ở bên mình là mực bình sẽ còn da, bình sẽ phơi còn da. Sở dĩ bình đỡ da là bởi vì cho quý anh em mình biết là hàng mà có da thì chúng ta không thể nào mà sử dụng tẩy trắng được ha. Hiện tại trên thị trường là rất nhiều những cái gam mực họ xẻ ra, họ tẩy trắng thì chúng ta không có thể phân biệt được. Còn hàng có da sẽ vẫn còn lên màu tươi đẹp cho quý anh em mình bao người, bao minơ luôn nha. Bao đẹp cho quý anh em mình luôn. Đó. Hàng sẽ phơi một nắng xong vẫn còn cái độ long lanh của cái người của con mực nha anh em. Hàng tươi nó mới lên màu được như vậy nha anh em ơi. Đó. Mình đang bán hai cái gam hàng chính cho quý anh em mình, đó là gam hàng thứ nhất là gam hàng sử dụng mực một nắng, gam hàng thứ hai là gam hàng mật ong nguyên chất nha anh em, mật ong ruồi, mật ong rừng nguyên chất cho quý anh em mình, được gia đình của phía vợ đi khai thác trực tiếp ở trên núi về bỏ lại cho quý anh em, còn mình là làm cái mảng cánh biển nha. Đó. Giới thiệu cho quý anh em mình sử dụng nha, hợp lý. Bữa nay là ngày 25 Tết rồi, còn khoảng tầm vài ngày nữa là mình sẽ chốt hàng không gửi nữa nha quý anh em. Qua Tết khoảng tầm mùng 6, mùng 7 trở lên thì mình mới đóng hàng giao tiếp cho quý anh em mình. Những anh em nào mà chúng ta mua tặng cho ship, tặng cho người thân, tặng cho gia đình mình, gia đình phía vợ, chúng ta mua kịp trước Tết thì chúng ta mua, mà chúng ta không kịp mua trước Tết thì sau Tết quý anh em mình vào công ty quý anh em mình làm thì quý anh em mình cũng có thể mua hàng nha. Mình sẽ gửi đến tận nơi cho quý anh em mình, gửi các chành xe đi cả nước cho quý anh em mình mua về sử dụng. Rất là hợp lý nha quý anh em ơi. Hàng bao đẹp. Hàng mực một nắng bên mình là được mình chọn từ mực câu nha anh em. Mình chọn từ mực câu khai thác gần bờ, là khai thác ở vùng biển miền Trung mới có cái chất lượng của con mực thơm ngon nhất nha quý anh em ơi. Đó. Mực khơi thì quý anh em mình ăn vào có cái vị nó hơi mặn và nó không có ngọt giống như mực khai thác ở cái vùng cạn của miền Trung nha. Những anh quý anh em nào mà đặt hàng số lượng từ một tạ đổ lên thì anh em quý anh em mình nhớ báo cho bình trước nha, báo cho bình trước và báo cho bình size của bình là size chính là từ 4 đến 6 con một ký. Những anh em nào đặt hàng số lượng nhiều thì anh em mình cứ thoải mái gọi điện thoại trực tiếp cho bình sẽ tư vấn cho quý anh em mình và quý anh em mình chọn size để báo trước cho bình nha. Còn những quý anh em nào mà mua số lượng nhiều khoảng tầm vài tạ thì quý anh em mình báo trước cho bình và bình cũng khuyên quý anh em mình trước khi chúng ta mua vài tạ thì chúng ta có thể đặt từ 5 đến 10 ký hoặc là vài ký để chúng ta tham khảo thử gam hàng coi đúng như bình nói là hàng bao đẹp, bao chất lượng, bao minơ người luôn cho quý anh em mình nha. Hàng mực một nắng nha quý anh em, từ gam hàng từ 4 đến 6 con một ký, anh em mình có thể chọn gam hàng thoải mái. Hàng 4 con là mực bao to bao đẹp, hàng 6 con thì cũng bao to bao đẹp nhưng mà nó có sự chênh lệch so với 4 con một xíu, không có nhiều nha quý anh em. Xin chào và tạm biệt anh em nha, anh em nhớ đăng ký theo dõi kênh và theo dõi giá cả ở bên mình.